Phố Huế xin được mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước Lục Bộ, một không gian văn hóa số 79 Nguyễn Chí Diệu quý vị. Thì hôm nay mình mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy cùng khám phá một cái địa chỉ hết sức là mới so với những video lần trước mà Phố Huế đã gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Ngôi nhà Lục Bộ này có những gì thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng khám phá với Phố Huế chiều nay. Mới bước vào với không gian công viên ở phía trước thì chúng ta nhận thấy các cái cây xanh ở đây rất là ấn tượng không mọi người. Đấy. Thì Phố Huế chưa nhận ra những cây này là cây gì. Bên cạnh vườn mai ở đây. Đấy. Mình thấy có những gốc mai rất là ấn tượng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Mình nhận ra ở bên trong là có một cái không gian làm nón đó mọi người. Mà không gian trưng bày. Em chào chị. Hôm nay cho phép em khám phá ở đây chút xíu. Con chào cô ạ. Nó là sen hả? Sau khi tôi chăm thì có một bao xử lý sớm mơ thì bên em sẽ có nhìn nó vẻ. Nhìn về bên kia. Còn đây là cái khâu ban đầu hả? Khâu làm thô đây hả cô? Cô cho con hỏi là cô là làm nón này bao nhiêu năm rồi hả cô? Cô làm thì 7 tuổi chứ với cô 58 tuổi, hơn 50 năm. Dạ vậy ạ. 50 năm là làm nón này. Là cô làm ở đây luôn hay là... Cô mới lên làm đây. À, cũng mới làm đây. Trước đây là cô đã từng làm ở nhà. Ngoài cái nón sen này ra thì còn cái loại nón gì nữa cô ạ? Ở Huế thì họ nổi tiếng bởi nón bài thơ nè. Nón bài thơ hả? Bài thơ thì thường thì người nhà em sẽ hay chăm nón bài thơ. Nhưng cái khoảng thời gian này thì cô đang dành thời gian để chăm nón sen và nón lá ban nữa. Nón lá ban là lá ban từ gần ba. Phải ngắm quá nhiều tháng mới ra được thành phẩm. Đây là cái nón lá bàng này hả? Thấy cái nón lá bàng này đặc biệt ha. Cái này nó là làm từ lá bàng trong thì một thời gian mình phải ngắm hơn 2 tháng thì nó mới ra được thành phẩm lá. Mình ngâm như thế nào ạ? Thì mình kết hợp một vài loại dung dịch như đen kinh soda. Đen kinh soda đó ha. Tẩy trắng thôi để mình ra được cái giống lá tròn đẹp như này. Cái gân đẹp ha. Những cái gân như vậy thấy chắc nếu mà khách du lịch mà thấy những cái nón này chắc là thích lắm. Như cái nón như thế này thì mình bán ở đây là còn bao nhiêu tiền ạ? Giá này thì nói chung là giá đông giá thấp trên tất cả thì mà nói luôn là 450.000 cho loài nón nó chưa rẻ, còn chưa vậy. Nón mà nó có tám tỷ hoa tấn như trên kia nó sẽ 550.000. 550.000 một chiếc nón. Ok, một nón chắc công phu lắm bao ha. Từ khi lúc mà chọn lá này ha, chọn lá bàng ha, xong ngâm xử lý xong nó mới đưa lên làm thô như thế này. Rồi sau đó là mình chiếc nón bàng này mình có làm họ tiếp giống như những cái nón khác không hay là mình sao? Có thiết kế, có vẽ in kiếp. Trên đi đấy hả? Thường thì chỉ để sản phẩm đó xong nó để vẽ thôi. Còn có một vài mẫu nón thì mình sẽ sử dụng nó để kết hợp các họa tiết thiếu. Còn Là thiêu nữa vẽ thì cả họa sĩ bên em thì cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vẽ và các anh chị cũng học từ đại học nghệ thuật ra tay nghề cũng rất là tốt. Nói chung là mẫu quả đánh của bên em thì giá cả thì nó cũng tùy thuộc vào từng cái mẫu đánh. Mẫu mẫu mà khách hàng ví dụ như họ chọn mẫu nào đó họ đưa đến đặt hàng được không? Dạ được chứ. Thì cũng tùy theo mẫu mà giá nó sẽ khác nhau. Những cái họ mẫu mà nó phức tạp quá nó đòi hỏi mình những phải tốn nhiều thời gian để mua rẻ thì đó. Giá nó sẽ cao hơn. Còn những mẫu mà đánh đơn giản thì giá nó cũng tăng cứng hết. Chị có thể giới thiệu thêm các không gian ở nơi đây giúp cho anh chút xíu được không ạ? Thì sẽ có thêm những người làm hóa sinh dạy nữa, nhưng mà tại vì bây giờ thì mình đang bên kia tụi em nó có cái đường đèn long ấy, nó cả tập trung vào trong kia hết rồi. Đèn long một số là đèn long anh thấy em ngoài là cũng là bên em từ làm đến lúc sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Và
Hiện tại thì bên em có thêm một vài dòng sản phẩm cung đình. À, cung đình. Cái dòng sản phẩm chính của bên em là sản phẩm hữu trà và hữu tủ. Gọi chúng là trà cung đình và rượu cung đình. Trà cung đình đó hả? Đây là cục trà như thế này là cũng bên em cũng phủ lá sen và vẽ lên trực tiếp. Dạ. Ngự trà cung đình viện. Okay. Những cái sản phẩm này thì hiện tại mình tự làm lên luôn hay là mình tụi em sản xuất luôn ạ? Rồi mình sản xuất hết. Hiện tại tiếng tôm của tụi em là đang có hai công ty, là công ty rượu Long Chu và công ty sản phẩm bán họ cũng nên trung nguyện. Dạ. Dạ thì dòng một công này là của công ty rượu Long Chu này. Còn còn đây cái dạy hàng đây là rượu. Dạ. Dạ. Chị có thể giới thiệu sâu hơn một chút xíu về các sản phẩm rượu được không ạ? Dạ, để cho mọi người. Tụi em có dòng Minh Mạng tháng ấy. Rượu Minh Mạng là một trong những dòng rượu nổi tiếng của Trương Nguyễn rồi. Dạ, ok. Dạ, thì Minh Mạng, Minh Mạng thì nổi tiếng với cái cấu là nhất già vụ giáo sinh, nhất già lục giáo sinh ngủ tử. À. Nghĩa là một đêm ngủ với 63 và sinh được 50 con. À, và okay. 50 con trai ạ. Dạ. À, 50 con trai luôn. Dạ, thì các dòng rượu ở đây của tụi em thì chủ yếu là có hai dòng hoa cũng chính, đó là rượu Liên Hoa và rượu Minh Mạng. Dạ. Dạ. Đây là rượu Minh Mạng. À. Dạ, còn rượu Liên Hoa là cái chai bên kia chai lọn tròn hơn. Là giò sen. Dạ. Còn mấy cái lọ dưới đây là dạ, cũng là rượu Minh Mạng nhưng Minh mà họ có những size mini nhỏ nhỏ. Họ thì họ cũng có thể mua những chai lớn với giá rất là cao, hoặc là họ chỉ muốn thử cái sản phẩm này, hoặc là mang về nó có nhiều sự bất cập ấy, nó dạ. To đấy. Dạ. Thì người ta có thể sử dụng qua dòng rượu mini này. Dạ, ok. Đó, cái này có giá của nó là 160.000 một hộp như vậy. Là cái này là 1.6 triệu. Okay. Cái này là chai 300. Là giá là 600.000. 600. Okay. Cái này mình đóng hộp như thế này là mình tặng quà đó hả? Hộp đóng thì nó sẽ như thế này ạ. Nó sẽ tích hợp cả 4 ly. À, đây 4 ly. Và chai rượu. À, chai dạ. Nhìn sang trọng lắm. Rượu này nó sẽ báo gồm cả đầy đủ luôn anh ạ. Đầy đủ này thì nó giúp mình có thể đổ rượu lên khi uống. Và rượu này nó sẽ đặc biệt ngon hơn khi mà mình sử dụng nóng. À. Dạ. Ok, hay ha. Mình dùng chắc đốt gì? Dùng cồn hay là... À dạ, tụi em đã tích hợp nguyên cả đầy đủ cho mình ở đây rồi. Mình chỉ cần bật lửa vào. Được đổ bằng sạc ấy. À. Dạ. Okay. Nói chung là về chỉ đốt lên là làm nóng. Dạ. Rượu bên em thì cũng khá là nổi tiếng. Tại vì dòng rượu này là dòng rượu có đúng ba rượu khai xưa của Thái Viện Trương Nguyện. Dạ, do tiến sĩ do thầy Phạm Tấn Tố là trưởng hội đông y của huyện Minh. Thầy vừa mới ra cho ra cuốn sách đàn ông Thái Viện. Mới ra sách hả? Dạ, thầy cuốn là ba rượu này. À, cuốn sách hiện tại bây giờ đang đặt ở đâu? Dạ. À, bên kia này. Sách của thầy Phạm Tấn Tố. Ở đây các không gian trưng bày. Thì các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Huế. À. Ở đây hiện nay lại là truyền thống mang đây một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người dân tộc cơ tu. À, cơ tu ở Lưới. À, sao? Ví dụ một vài sản phẩm điệu của hồ để cho những người phụ nữ dân tộc ấy kiếm một thêm thu nhập đấy. Ví dụ như đây mấy cái sản phẩm đây là của dân tộc cơ tu đấy hả? Dạ, của dân tộc cơ tu và Tà Ôi. À, Tà Ôi. Ở A Lưới thì có dân tộc Ba Cô nữa, như có sản phẩm dạ. Gì ta? Dạ, có sản phẩm thì chưa ở có thì hả? Người ta đang kết hợp với là dân tộc Tô Tú và Tà Ui. À. Dạ. À. Một số sản phẩm thủ công của dân tộc dưới này anh người thấy mang màu sắc. Màu sắc. Cái hoa văn họa tiết là có thể nhìn ra được đúng không? Dạ. Họ làm bằng tay hết rồi. À. Các sản phẩm này thêu hay là sao ta? Dạ, mẫu này thì họ vừa thêu vừa đỉnh cương. À, vừa thêu đỉnh cương. À. Của dân tộc cơ tu ở Huế quý vị, một huyện miền núi A Lưới. Và Nam Đông có sản phẩm nào ở đây không? Dạ, hiện tại là chưa. À, chưa. À. Đại Nam Thái Nguyên Thái Y Viện đây hả? Dạ. Người y và danh dược tiếng vua. Bác sĩ Phạm Tấn Tố. Quý vị và các bạn mà nếu mà có dịp thì có thể đọc cuốn sách của thạc sĩ Phan Thắng Tô để hiểu thêm. Ở đây còn cái sản phẩm hương ha. Dạ, nhãn thì là sản phẩm do bên em sản xuất luôn. À, cũng sản xuất luôn. Trong sản phẩm này là sản xuất ở trong hoang thanh, trong đồi núi.
nơi cũng là trong từ Cẩm Thanh hết. Từ Cẩm Thanh. Dạ, thì tụi em không gian và trong kia sản phẩm của tụi em thì có một điều cảm kết với du khách đó là 100% không hóa chất. Không hóa chất. Có nghĩa là đặt trong phòng ngủ đồ ok dạ, không? Dạ, ok, có nghĩa là em bước khỏi nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình mình ý. Thế em cũng có nhiều dòng đặc biệt ở đây nhất là hương sen, thì hương sen là một trong những sản phẩm duy nhất ở của công ty em tại Huế. Dạ, hương sen thì nó có rất là nhiều cái gọi là về Đức Phật ấy. Dạ, sen thì tượng trưng cho Phật giáo và cũng là quốc đó của Việt Nam á. Dạ, thì đây là dòng sản phẩm mà tụi em làm từ các đồ vật sen ấy, có nghĩa là từ ngọn sen, hoa sen, lá sen, xay nhuyễn và làm ra có sen, làm ra hương sen. Ngoài hương vị sen ra thì còn hương vị gì khác nữa? Trăm xả quỷ, trăm loại mà mình cũng thấy bình thường. Trăm thì lâu lâu nay rồi hả? Dạ, ngoài ra tụi có hương ta và hương diệt thì cũng ta là một trong những loại tính dâu cũng rất là nổi tiếng của Huế. Dạ, hương ta vừa phân diệp, hương diệp thì chắc anh cũng có nghe qua rồi, nhưng mà hương tam thì chắc là lần đầu tiên anh thấy. Đây là trong những loại hương tràm. Dạ, làm từ cây tràm, lá cây tràm. Cây tràm phải là có phải là cây tràm dùng để dạ, như mùi mùi đó. Dạ, cho em để đấy. Đó. Dầu tràm nó gọi là dầu tràm đó hả? Dạ. Dầu tràm này thì hình như là Phú Lộc là nhiều đúng không ạ? Dạ đúng rồi, anh mà đi ngang thì đi ngang coi để cũng anh sẽ thấy cái đó rất là nhiều cái lo cái dầu tràm. Thì mới bước vào cái khu lục bộ đây thì có thể giới thiệu sơ bộ về không gian ở nơi đây. Dạ, thì hiện tại có 2 năm đến đấy người ta gọi là lục bộ, nhưng mà thực ra là lục bộ thì sẽ là nguyên một cả một cái con đường ngày xưa, cái đường này gọi là đường Nguyễn Diệu nha, nhưng ngày xưa đường này nó tên là đường lục bộ. Dạ, có nghĩa là ở đây là sẽ có 6 tòa nhà, mỗi tòa nhà sẽ tương ứng với một bộ. Và các bộ thì ở dưới các bộ thì có các vị thừa thứ.